Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây hồng cổ Sapa. Lại tiếp tục chuyên mục bán hồng cổ Sapa nhá. Cây này là cây hồng cổ Sapa rất là đẹp này. Bác nào có niềm đam mê với hoa hồng thì các bác quan tâm cây này này. Cây này đang là nụ, đang mầm nụ rất là đẹp, chuẩn bị sắp tới sẽ nở rất là nhiều hoa. Mầm nụ chi chít nhá. Mầm nụ chi chít ạ. Sắp tới cây này nó sẽ nở rất là nhiều hoa nha các bác nhá. Hoa này gọi là hoa hồng cổ Sapa, một trong những giống hồng cổ đẹp nhất. Đây ạ, hoa tông màu hoa màu hồng đậm. Tông màu hoa của nó màu hồng đậm nhá mọi người nhá. Cây này cao, cây nó vào khoảng 2m2, tán một sải tay, tán khoảng 1m8, tán một sải tay, cao cây 2m2, tán sải tay. Cây đang chi chít mầm nụ, nó hồng cổ Sapa, một trong giống hồng cổ, hoa form hoa đẹp nhất, màu hoa đẹp nhất, form hoa đẹp nhất, một trong giống hồng cổ được yêu thích nhất đấy ạ. Hoa hồng thì nó khác hẳn các loại hoa khác, là chu kỳ lọc hoa của hoa hồng nó là 30 đến 35 ngày một lứa hoa. Các loại hoa khác thì nó sẽ ra hoa theo mùa, ví dụ như mộc hương thì ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm lịch. Hoa nhài thì nó sẽ ra vào hoa vào mùa hè. Mẫu đơn cũng chủ yếu ra hoa vào mùa hè và 3 tháng mùa đông nó sẽ không ra được hoa, hoặc ra được hoa nhưng hoa nó bé. Nhưng còn hoa hồng thì nó khác hẳn với các loại hoa khác. Hoa hồng thì nó ra hoa quanh năm. Đông xuân hè thu, bắc trung nam đều trồng được, nó không kén khí hậu, không kén thổ nhưỡng. Ở nơi nào các bạn cũng có thể trồng được hoa hồng. Và hoa nó sẽ ra hoa một tháng khoảng 35 ngày một lứa hoa. Tức là khi mà hoa nó cứ lở khoảng 35 ngày sau nó lại bắt đầu một chu kỳ mới. Khi bông hoa nó lở, mọi người nó tàn, mọi người cầm kéo, mọi người cắt tỉa hoa đi, và nó lại bắt đầu từ tính từ ngày mọi người cắt tỉa hoa thì khoảng 35 ngày sau nó lại bắt đầu lại một nở một nứa hoa mới. Nên là tháng nào mọi người sẽ được ngắm hoa. Chơi hoa hồng có cái hay là như thế ạ. Tháng nào mọi người sẽ được ngắm hoa nhá. Cảm ơn bạn anh Chi 7470 đã follow em ạ. Bác nào mà có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì các bác đi qua phòng live của em ấy. Các bác có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì các bác thả tim thả like cho em. Hoặc các bác nào mà chưa follow em thì các bác cho em xin lượt follow. Bởi vì ngoài hoa cây cảnh ra thì nhà em còn rất nhiều các ngoài hoa hồng, ngoài mộc hương, ngoài mẫu đơn ra, nhà em còn nhiều các dòng hoa cây cảnh khác nữa. Biết đâu cũng sản phẩm các bác cần thì em lại có hay sao, đúng không? Nhấn nút theo dõi em, follow em, để khi mà em phát like thì mọi người sẽ nhận được thông báo. Mọi người vào xem cũng là xem em quay lại, cũng một hình thức cho mọi người giảm xả stress đấy ạ. Đấy, cây hoa hồng này đang mầm nụ chi chít đấy nhá. Mầm nụ chi chít luôn. Tán nó rất là đẹp. Tán dày đẹp. Bạch trà bây giờ giá đang bị thổi lên rất là cao. Mà em đang quay mộc mọi người, có lúc quay mộc thì mọi người hỏi hoa hồng, một lúc quay hoa hồng thì mọi người lại hỏi sang trà, chả biết là mọi người thích cái gì luôn. Cây phong thủy, nhưng cây để ở trong nhà thì nhà mình không làm nhá. Nhà mình chỉ có cây ngoài trời thôi, còn cây trong nhà, cây phong thủy, những cây trồng trong nhà ví như kim tiền, kim ngân rồi là phát tài các thứ ấy, thì nhà mình lại không làm mấy cái hàng đấy. Mấy cái hàng trồng trong nhà thì nhà mình lại không thiên về mấy cái hàng làm chuyên trồng ở trong nhà, trưng trong nhà. Quay trà bạch đi bạn, quay trà bạch không nọ, quay trà bạch thì chả thấy ai hỏi. Mình đo nhá, cây này vanh của nó vào khoảng 14-15. Vanh cái này khoảng 14-15 nhá mọi người nhá. Em đo thoát thân này, 20 này, 40 này, 60 này, 70 phân ạ. Cây này thoát thân là 70cm nhá mọi người nhá. Cây này thoát thân 70cm ạ. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Cây bạch trà thân bằng ngón tay cái thì bao tiền? Cây đấy phải hơn 5 triệu anh ơi. Cây bạch trà bây giờ không nói được tiền trăm rồi. Giá nó tăng tính từ đầu năm nay so với cuối năm ngoái tăng khoảng chục lần rồi, tăng chục lần giá rồi. Vừa có một ông chào em mấy cái cây con đến gốc bằng ngón tay trỏ thôi. Ông ấy chào em là bốc hết cả 200 cây cho ông ấy, là giá là 1 tỷ. Giá 1 tỷ bốc hết cả 5, bốc hết cả 200 cây. Đây cho xem tin nhắn đây, không lại bảo là chém.
giá nó cây kinh khủng khiếp luôn. Đây ạ, giá đây ạ. Giá bạch trà đây ạ. 200 cây 1 tỷ. Đây này các bác có nhìn rõ không? 200 cây là 1 tỷ đây này, cây bạch trà đây này. Bé con này thôi chứ nó không phải là cây to đâu. Nên các bác đừng hỏi em bạch trà nữa, tầm này em không muốn bán trà một tí nào bởi vì giá nó tăng giá gọi là phi mã luôn đây này. Nhà vườn trà của em đây này, 200 cây 1 tỷ đấy, thì em lấy đâu ra 1 tỷ để mà bỏ ra 1 tỷ để ôm để bán cho các bác được, xong là bán cho các bác đúng không? Có lo mà ôm 200 cây 1 tỷ mà tính ra vào 5 triệu một cây, bán cho các bác 6 triệu 7 triệu các bác là bảo em chặt chém rồi là mua rồi về để trồng đi, chặt đi làm củi với các thứ. Đấy. Giá nó cao lắm. Trà hiện tại bây giờ trà dòng hoa trà này có cái trà bạch cổ với trà bạch nhụy năm nay nó tăng giá đột biến. Nên thôi các bác đừng hỏi em giá cái trà nữa. Em bán đắt thì các bác lại bảo nó đắt. Nhưng các bác có biết là đâu là mình đi mua vào giá nó đã bị nhà vườn người ta ép giá lên cao rồi không? Đấy. Đây là cây hồng cổ Sapa nhá. Hồng cổ Sapa. Cây hồng cổ Sapa này thoát thân khoảng 1 mét. Thoát thân khoảng 1 mét ạ. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 1 mét này. Cây thoát thân 1 mét nhá. 1 mét 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 1 mét này. Cây này thoát thân 1 mét. Giá nó của nó là 4 triệu nha mọi người nhá. Thoát thân 1 mét giá gọi là 4 triệu. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại là 0969 162 214 đấy rồi. Chết. Đang phát live ở trên cái trang. Chúc tất cả nhà chị em mình mùng 8 tháng 3 vui vẻ, xinh tươi, luôn gặp nhiều may mắn. Bạn Thế Anh này từ nãy rồi bạn ấy comment mấy câu chúc này luôn rồi. Cảm ơn bạn Thế Anh 1729. Các bác xem like, các bác thả tim thả like cho em, chia sẻ like cho em nhé. Đây là cây hồng cổ Sapa, một trong giống hồng cổ đẹp nhất của Việt Nam mình đấy ạ. Thực ra thì nói nó là hồng cổ Sapa là bởi vì nó được trồng đầu tiên tại Sapa. Cây này nguồn gốc của nó, nguồn gốc chính thức của nó là nguồn gốc ở bên Pháp, được thực dân Pháp mang sang Việt Nam mình từ những năm thực dân Pháp đô hộ ấy. Và được trồng đầu tiên tại Sapa. Nên là được đặt tên cái tên là hồng cổ Sapa. Cái tiếp theo cái loại rất là đẹp này, nhưng bởi vì là nó đang là mầm nọc lụ non nhá. Cái tiếp theo cũng rất là xinh, nhưng mà mầm nọc của nó đang là mầm nọc lụ non nên là mọi người nhìn nó sẽ thấy nó chưa bắt mắt. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Cây này thoát thân là 1 mét nha các bác nhá, thoát thân 1 mét ạ. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Cây này giá của nó là 4 triệu nhá, 4 triệu thôi ạ. Hoa hồng cổ Sapa, cây này thì đang mầm lộc lụ non, mầm lộc lụ rất là non. Nên mọi người nhìn thấy nó sẽ chưa đẹp bởi vì tán nó vẫn chưa kiểu nó lá nó chưa già. Thì nhìn nó sẽ cái tán nó chưa được đẹp, chưa được dày lá, dày tán. Khi cái tán của nó mà chuyển các cái mầm nọc lụ này này, nó chuyển sang cái màu già, màu sẫm hơn thì nhìn cây nó sẽ vuốt mắt hơn ạ. Giá chỉ 4 triệu một cây nhá. Giá bình ổn cực kỳ luôn ấy. 3 năm trước cái hồng cổ Sapa này giá của nó còn cao hơn thế này cơ. Bây giờ nó đã về cái giá trị thực của nó rồi. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Cây tiếp theo nhá. Được 101 lượt thích rồi. 10 bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim một like với mọi người ơi. 12 bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim một like với ạ. Cây hồng cổ Sapa tiếp theo này, ở đây nhà em toàn hồng cổ Sapa thôi.
Ở đây nhà em toàn hồng cổ Sapa thôi. Lát em sẽ quay vườn hồng đào cổ sau nhá. Mới quay hồng cổ Sapa trước. Em đo này. 20 này, 40 này, 60 này. Cây này thoát 60 phân nhá. Cây này thoát 60 phân nhá, giá của nó là 4 triệu một cây. Có một bác vừa trả em là 5 lít. Thực ra thì mình em phải nói cho các bác biết là cái chậu này của em mua là 4 lít rồi. Cái chậu này của em là chậu 86 mua đã hơn 4 lít rồi. Đến thời điểm này bây giờ chậu tăng giá thì bây giờ mua tính ra mua hơn 4 lít rồi. Cái tiền khung sắt này này, 2 lít nữa. Tiền khung sắt này hơn 2 lít nữa. Cái chậu là 4 lít với cái khô tiền khung sắt là đã là hơn 2 lít rồi, là 6 lít rồi. 6 lít rồi, tiền đất, tiền chấu, tiền phân. Tiền đất, tiền chấu, tiền phân nữa là thêm 2 lít nữa. Là 6 lít là 8 lít rồi. Các bác trả 5 lít còn chưa đủ cái tiền cái chậu của em. Chứ đừng nói là cây nhá, đấy là em chưa tính tiền cây với tiền công thợ trồng cây rồi tiền công chăm sóc đâu. Chưa tính đến tiền đấy đâu. Và các bác trả giá là 5 lít. Nguyên cái chậu kia của em đã 4 lít rồi. Chậu là 4 lít rồi, cái cả khung cả chậu. Tiền khung, tiền chậu, tiền đất nó đã vào 8 lít rồi. Tính sơ sơ là đấy là dần lấy rẻ. Rẻ rách nó cũng vào 8 lít rồi. Mà các bác trả 5 lít. Các bác trả thế mà các bác không thấy ngượng à? Thật sự đấy. Nên chưa tính tiền cây đâu. Đấy này, một bác mạnh dạn trả 3 lít nữa. Cây này giá 4 triệu đấy mọi người nhá. Giá 4 triệu, em bán đồng giá là 4 triệu. Cây lạng 4 triệu hết. 10 lít nữa được chưa? Cây tiếp theo này, cây nhỏ 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 xinh xinh này. Cây này thì 3 triệu này. Cây này nhỏ nhỏ xinh xinh này. Chậu của nó đây ạ. Đây, hoa rất là đẹp nhá. Cây này form hoa của nó rất là đẹp này. Màu hồng đậm, tông màu hồng đậm. Màu hồng cánh sen nhá mọi người nhá. Hồng cổ Sapa này. Hồng cổ Sapa, tông màu của nó màu hồng đậm. Màu hồng cánh sen, tông màu rất là đẹp luôn. Cây này thì nhỏ nhỏ xinh xinh. Trồng trong cái chậu lục giác. Chậu lục giác là 75. Vanh của nó phải khoảng tầm 14-15 đấy ạ. Em đo này, 20 này, 40 này, 60. Cây thoát thân 60 phân. Cao cây khoảng 1m8 cả chậu. Cây này thì nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Cao cây khoảng 1m8 cả chậu. Cây này thì giá rất là bình dân. Chỉ có 3 triệu một cây nhá. Bác nào mua cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo. Số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. 0969 162 214. Vườn em, vườn hoa hồng này nhà em tại Lại Ốc Long Hưng Văn Giang Hưng Yên nhé mọi người nhé. Mọi người có thể đến tận nơi để xem cây. Lại Ốc Long Hưng Văn Giang Hưng Yên. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh này là giá là 3 triệu nhá. Giá tại vườn chưa có ship mọi người ơi. Em có biết mọi người ở đâu đâu mà tính tiền ship. Hồng cổ Sapa nhá. Đây là cây hồng cổ Sapa. Một trong những giống hồng cổ đẹp nhất ạ. Một trong những giống hồng cổ đẹp nhất luôn. Cây này em bán giá chỉ có 3 triệu nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo. Số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em. 0969 162 214 ạ. Tông màu hồng đậm, hồng cánh sen rất là đẹp luôn. Cây đang chi chít mầm nọc lụ ạ. Đây ạ, lụ chi chít luôn. Hồng cổ Sapa là một trong giống hồng cổ đẹp nhất mà được săn lùng, được yêu thích nhiều nhất luôn. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Cây tiếp theo. Cây tiếp theo, cây này cũng là cây đang mầm lộc lụ rất là chi chít. Mầm lộc lụ này, cây này đang rất chuẩn bị khoảng 10 ngày nữa nó nở rất nhiều hoa luôn. Mọi người nhìn cái tỷ lệ mầm của nó mọi người biết nhá, mỗi một cái mầm này nó sẽ là một cái lụ nhá. Đây ạ, mỗi một cái mầm này sau này nó sẽ là một cái lụ. Cây này giá cũng 3 triệu nhá mọi người nhá. Cây này giá của nó cũng 3 triệu này. Chi chít hoa luôn, chi chít. Khoảng tầm 2 tuần nữa là hoa nở chi chít. Vanh con này, gốc con này rất là to nhá. Con này gốc củ gốc của nó phải hơn 20. Phần vanh thân của nó khoảng 14-15. Em đo là 20 này, 40 này. Cây này thoát 50 phân nhá. Cây này thoát 50 phân. Giá của nó là 3 triệu thôi ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo. Số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em. Cây rẻ, giá rất là bình dân ạ. Giá rất là bình dân luôn. Cây tiếp theo này.
cái vào thời kỳ mà hoa hồng nó sốt ấy, thì cái cây này mà em có quát giá 5 triệu 7 triệu là chỉ quay, chỉ phát like trong vòng 2-30 phút là cây đã mất, nó đã lên đường rồi. Nhưng bây giờ thực sự thì khi giá rẻ lại còn không có người mua cơ. Đấy, đã giá đã rẻ là mọi người còn vẫn còn cảm giác là nó đắt. Tại vì kiểu như kiểu là chơi cây ở theo mốt ấy. Có lúc nào cây thì đắt là mọi người cứ ao và mua, không còn quan tâm đến giá cả. Nếu khi mà nó hết sốt rồi cái là bán rẻ cũng không ấy, bán rẻ mọi người không mua, thế tài này. Mình lấy 52 cây, ship mỗi tỉnh một cây. Cây tiếp theo này, cây này cũng là cây hồng cổ Sapa. Cây này cũng hồng cổ Sapa thì nó thoát thân khoảng 20 phân thôi. Vanh của nó khoảng 17-18, thoát thân khoảng 20 phân. Cây này rất là đẹp, giá 3 triệu thôi ạ. Cây này rất là đẹp, giá 3 triệu nhá. Đang mầm nọc lụ chi chít. Bắt đầu ưng cây này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình giúp em. Bắt đầu ưng chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại là 0969 162 214 ạ. Vanh của nó đây ạ. Vanh 15-16, thoát thân 20-25cm ạ. Tán to tròn phum đẹp. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162214 nhá. 0969 162214 ạ. Em quay lại cây này này. Cây này rất là xinh luôn. Cây này xinh, vừa xinh vừa đẹp mà nó này nhỏ nhỏ. Xinh xinh mà hoa nó rất là sai đẹp. Giá lại bình dân 3 triệu thôi. Cây này thì vừa mới túi tiền của các bác mà đặt ở những bác nào mà nhà mà mình không quá rộng, sân mình nhỏ thì mình đặt cây này rất là vừa xinh ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn chụp ảnh màn hình giúp em nhá. Em xin phép tắt like đây. Giờ chiết cành được không em? Chiết được nhanh nhá. Tầm này thời tiết này chiết cành quá đẹp luôn. Thời tiết này chiết cành nó tỷ lệ ra rễ rất là cao. Như hồng cổ thì thực ra không cần chiết hồng cổ, mọi người dâm cành được. Cắt cành hàng dâm nó vào cát ấy là nó lên hết mà. Cắm cành là nó sống. Thời tiết này bây giờ cực kỳ ưu ái cho các bạn dâm với chiết cành nhé. Bác nào mà đang muốn dâm chiết cành bất kỳ một loại cây gì là các bác dâm tầm vào tầm thời tiết này là sẽ tỷ lệ sống rất là cao. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình giúp em nhé.